Sau trận hòa thất vọng trước Sheffield, Chelsea chưa thăng hoa khi trở về sân nhà Stamford Bridge. Phong độ chói sáng của Cole Palmer đã giúp The Blue định đoạt trận đấu chỉ sau chưa đầy 30 phút bóng lăn. Từ phút 13 đến phút 29, cầu tiền đạo của Man City ghi liền 3 bàn, lần lượt bằng chân trái, bằng đầu và chân phải. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Palmer thậm chí đã có thể là Parker sớm hơn. Theo Opta, Palmer trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Chelsea ghi bàn trong 7 trận liên tiếp trên sân nhà của The Blue. Đây là một con số khó tin với một tân binh mới chỉ cập bến Stamford Bridge mùa hè vừa qua. Điển hình trong số đó là những tình huống ghi bàn của Palmer đến từ các cách khác nhau, cho thấy sự đa dạng trong khâu dứt điểm của tiền đạo trẻ thuộc biên chế Chelsea này. Từ cứ lòng đẹp mắt đến đánh đầu hay đá bàn, anh đều làm rất tốt trước cầu môn của Jordan Pickford trong trận đấu vừa rồi, khiến cho thủ môn của The Toffee chỉ biết vào lưới nhặt bóng mà thôi. Chelsea thắng tưng bừng 6-0 trên sân nhà và có cơ hội chen chân vào top 6 giành hạng Anh. Lúc này, đại diện Tây London có 47 điểm, chỉ kém Newcastle 3 điểm và có trong tay một trận chưa đấu. Rõ ràng, với Palmer hiện tại, Chelsea đang dần lột xác bản thân của mình và trở thành một đội bóng cực kỳ khó chịu trong giai đoạn cuối mùa giải này, đủ sức ngáng đường bất kỳ ai. Để xem, The Blue với đầu tàu trẻ tuổi đã làm được những dấu ấn gì, cũng như cách mà huấn luyện viên Pochettino đang làm với tập thể màu xanh này nhé. Bản lĩnh của Palmer. Như chúng ta đã biết, chân sút người Anh đã có đóng góp quan trọng vào chiến thắng của Chelsea ở trận đấu này với 4 bàn thắng ghi được cho đội chủ nhà. Bàn thắng thứ 4 của cầu thủ 21 tuổi đến từ chấm phạt đền sau một cuộc tranh cãi gay gắt với các đồng đội ở Chelsea. Ở phút 61 của trận đấu, Chelsea được hưởng một quả phạt đền sau khi Madueke bị ngã trong vòng cấm. Khi đó tỷ số là 4-0, nghiêng về đội bóng thành London. Palmer, người thường xuyên đảm nhận trách nhiệm này đã sẵn sàng, nhưng Madueke lại yêu cầu được đá. Sau khi Conor Gallagher cố gắng thuyết phục, Madueke đã nhường bóng cho Palmer, nhưng anh vẫn tiếp tục phàn nàn. Ngay sau đó, một cầu thủ khác là Nicholas Jackson đột ngột lao tới để tranh đá phạt đền và bị Palmer đẩy mạnh. Cuối cùng, Palmer vẫn là người thực hiện quả phạt đền. Và rồi anh thành công. Dù áp lực khi đó là không nhiều, nhưng chân sút này vẫn thoải mái với sự tự tin để giữ lấy quyền đá phạt đền. Để rồi, anh thành công. Phỏng vấn với Sky Sports sau trận đấu, Cole Palmer chia sẻ: "Các cầu thủ khác muốn thực hiện nó, điều đó có thể hiểu được khi chúng tôi đang dẫn 4-0. Nhưng tôi là người thực hiện quả phạt đền và tôi muốn thực hiện nó. Tôi không nghĩ chúng tôi đang cho thấy rằng mọi người đều muốn chịu trách nhiệm hay những thứ tương tự. Cuộc tranh luận có thể hơi gay gắt, nhưng mọi người đều muốn giành chiến thắng và giúp đỡ nhau. Điều đó không có gì to tát. Chúng tôi đã cười và nói đùa khi nhắc về nó." Trái ngược với sự thoải mái cũng như bản lĩnh của Palmer, huấn luyện viên Pochettino gọi tình huống trên sân nhà là nỗi xấu hổ lớn nhất của đội bóng. "Tôi đã nói với các cầu thủ rằng đây là lần cuối cùng tôi chấp nhận kiểu hành vi như này. Sau một màn trình diễn như thế này, Chelsea không thể tồn tại kiểu hành vi như này được. Nếu chúng tôi muốn trở thành một đội bóng lớn, chiến đấu vì những điều lớn lao, chúng tôi phải nghĩ đến tập thể nhiều hơn. Tôi sẽ không chấp nhận điều này xảy ra một lần nữa." Với chiến thắng 6-0 trước Everton, Chelsea hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém Man United đang xếp thứ 7 3 điểm và vẫn còn một trận chưa đá. Còn với Cole Palmer, cú Parker vào lưới Everton đã giúp anh chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh mùa này với 20 bàn thắng sau 27 trận đấu, ngang bằng với Erling Haaland của Manchester City. Một tập thể Chelsea sáng lạn hơn. Trao đổi sau màn hủy diệt Everton ở vòng đấu vừa qua tại giải ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Mauricio Pochettino thừa nhận lý do khiến Chelsea thiếu ổn định trong mùa này xuất phát từ việc các cầu thủ chưa đáp ứng được tiêu chuẩn mà câu lạc bộ yêu cầu. Chiến lược gia người Argentina chia sẻ: "Khi bạn hỏi tôi tại sao chúng tôi không ổn định, tại sao đôi khi chúng tôi không chơi tốt và sau đó là cả đội sa sút, đó là vì những tiêu chuẩn. Một đội hình trẻ cần phải nắm bắt được những mục tiêu rõ ràng đến từ câu lạc bộ. Nhưng đồng thời, họ cũng cần phải thể hiện vì đội bóng này. Họ cần phải học hỏi nhanh chóng vì chúng tôi đang ở Chelsea và tiêu chuẩn rất là cao. Tôi nghĩ chúng ta cần phải tiếp tục và nói về trận đấu vì đã thắng 6-0 trước một đội mạnh như Everton. Chúng tôi ghi 6 bàn và giữ sạch lưới. Tôi nghĩ giờ là lúc để hài lòng, đúng không? Không dễ để xây dựng một đội bóng, nó không hề dễ. Chính vì vậy, chúng ta cần phải học hỏi và mạnh mẽ trong những quyết định của mình." Rõ ràng Chelsea, giai đoạn đầu mùa thể hiện sự thiếu ổn định khi chơi không hề tốt trong các trận đấu dù họ ở cửa trên. The Blue có thể gây áp đảo, cầm bóng xuyên suốt khoảng thời gian trong trận đấu. Nhưng đến thời khắc cần bản lĩnh, sự cần quyết đoán thì đội quân áo xanh lại tỏ rõ sự non kinh nghiệm cũng như chuyên môn sụt giảm đến lạ thường. Đó là lúc mà nhiều cổ động viên đã nghi ngại về Chelsea thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, mọi thứ đã dần thay đổi. The Blue đã dần chơi cải thiện hơn rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua cũng như là mang lại những điều hy vọng đến cho cổ động viên nhà.
Chuỗi trận ấn tượng của Chelsea có công không nhỏ từ sự hồi sinh của những ngôi sao như Enzo hay Gallagher. Silva cộng hưởng với phong độ chói sáng của đầu tàu Palmer đã giúp cho các đội bóng màu xanh đang dần khiến cho các đối thủ phải e ngại khi chạm mặt thời điểm hiện tại. Hậu vệ Malo Gusto hài lòng với phong độ gần đây của Chelsea. Anh cũng cho rằng The Blues sẽ chơi tốt hơn từ nay đến cuối mùa giải. Anh nói, chúng tôi đã có thời điểm gây thất vọng, nhưng mọi thứ gần đây đang diễn ra khá tốt. Bản thân tôi hạnh phúc khi được chơi bóng tại Chelsea. Ở đây có khá nhiều cầu thủ người Pháp, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Thành thật mà nói, tôi thật sự hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Chúng tôi là một đội bóng trẻ và vẫn đang hoàn thiện. Chúng tôi cần thêm chút thời gian để trở thành một cỗ máy chiến thắng. Bây giờ, chúng tôi càng tập luyện hàng ngày để tạo ra một nhóm thống nhất. Chúng tôi biết mọi chuyện đã tốt hơn một chút trong vài trận đấu vừa qua. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng duy trì điều đó. Tôi nghĩ Chelsea sẽ chơi tốt hơn từ nay đến cuối mùa giải. Sự kỳ vọng ra sao trong thời gian cuối? Nhìn thoáng qua trên bảng xếp hạng hiện tại, một Chelsea đang chơi vơi bên ngoài top 10 xem ra chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu. Vì vậy, nếu đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino thắng toàn bộ 8 lượt trận còn lại của mùa giải, không ai rõ điều gì sẽ xảy ra một khi The Blue bay cao ở nhóm dẫn đầu, thậm chí sáng lại cơ hội dự cúp châu Âu. Bất cứ ai cũng có quyền mơ mộng và hy vọng lại được nhen nhóm trở lại với Chelsea sau màn trình diễn bùng nổ đến khó tin để vùi dập Everton, một đối thủ không dễ chơi ngay tại London. Điều đó cho thấy đội bóng này thời điểm hiện tại đang quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng, cạnh tranh song phẳng với các đội về tấm vé dự cúp châu Âu. Đó là điều mà các cổ động viên của đội bóng này cũng đang ao ước để có thể chạm đến, khi mà đội bóng con cưng đang tỏ rõ khí thế trong quãng thời gian vừa qua, càng khiến cho họ thêm nhiều niềm tin vào các tài năng trẻ của Chelsea cùng với huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino chỉ còn kém Newcastle ở vị trí thứ 6 đúng 3 điểm và vẫn còn một trận trong tay. Điều này đồng nghĩa với việc nếu tiếp tục chơi tốt từ nay đến cuối mùa giải ở 7 trận đấu còn lại, cơ hội cải thiện thứ hạng hoàn toàn là do Chelsea tự quyết. Chắc chắn với đầu tàu Cole Palmer ở thời điểm hiện tại, Chelsea sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Có lẽ khi The Citizen chấp nhận bán măng non nhà mình đào tạo cho Chelsea, ít ai ở Etihad nghĩ rằng Palmer lại thăng tiến vượt bậc đến như vậy. Và cuối tuần này, chính con quái vật của nhà Man City tạo ra sẽ có thêm cơ hội để khẳng định giá trị khi Chelsea đụng độ Man City ở bán kết FA Cup trên sân Wembley. Hãy chờ xem Chelsea sẽ làm được gì với đầu tàu trẻ này nhé.